Sắp tiến vào các thị trường châu Mỹ. Tại buổi giới thiệu khu tổ hợp văn phòng VNG Campus dành cho giới truyền thông trong nước nằm ở khu chế xuất Tân Thuận, VNG đã chia sẻ nhiều kế hoạch phát triển trong thời gian tới. VNG Campus được đánh giá là một campus lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, nằm ở khu chế xuất Tân Thuận với diện tích xây dựng 13.963m2, diện tích đất cây xanh là 4.153,9m2 và hệ số sử dụng đất là 1.69. Tổng diện tích sản của dự án là 52.380m2 và thiết kế theo không gian mở. Tại đây, có khoảng 15.000 thiết bị IoT được công ty này tự thiết kế và đưa vào sử dụng. Tính đến thời điểm hiện tại, so với thị trường Việt Nam, con số này khá là lớn nhưng với kỳ vọng của VNG trong việc phát hành trên thị trường quốc tế là rất lớn. Như mục tiêu game 2332 sẽ có là 320 triệu người dùng trên toàn thế giới vào năm 2023.